Xin chào quý vị khán giả của kênh Siêu Thị Tại Gia. Quý vị thân mến, nệm massage là một trong những sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, bởi vì sử dụng nệm massage mang lại rất là nhiều tiện ích và chúng ta có thể sử dụng ở mọi không gian. Và ngày hôm nay thì Trung Nghĩa sẽ được giới thiệu đến các bạn chiếc nệm massage Elite Family, một sản phẩm của Siêu Thị Tại Gia. Nào, hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để cùng tìm hiểu về sản phẩm này nha. Nệm massage Elite Family này á có một thiết kế rất là nhỏ gọn nè. Với kích thước á, chiều dài của nệm là 170cm nè, chiều rộng của nệm á là 53cm và chiều dày của nệm là khoảng 5cm. Tổng trọng lượng của cái nệm này á khoảng là 1,5kg thôi, rất là nhẹ nhàng. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có thể gấp lại nè, khi mà mình không có cho dùng nữa cũng rất là dễ dàng. Và khi nào muốn chúng ta muốn sử dụng á, chúng ta có thể mở nệm ra. Những người trong gia đình của mình ai cũng có thể sử dụng cái nệm này. Và với cái màu đen này nè, nhìn nệm của chúng ta rất là sang trọng và nổi bật không gian của nhà mình nữa. Với cái thiết kế chuyên nghiệp nè, giúp cho nó có thể uốn cong theo đường sống lưng cột sống của chúng ta, giúp cho khi mà mình nằm lên thư giãn được thoải mái hơn. Tiếp theo đó chính là phần chất liệu của cái nệm massage này ạ. Nệm massage Elite có một cái chất liệu rất là thân thiện với người dùng nha. Khi mà Nghĩa sờ tay lên đây á, cảm giác rất là thoải mái, nó mềm lắm. Bởi vì á, bên ngoài nó là lớp vải bông mềm cao cấp, bên trong của nó là đệm mút nha. Và khi mà mình sờ lên như vậy á, cảm giác rất là dễ chịu mà rất là êm. Khi mà mình nằm lên á, mình tạo cái cảm giác thoải mái cho mình khi mà mình massage. Và ở cái phần đầu nệm này nè, nó được thiết kế dày hơn, giúp bảo vệ cái phần cổ và cái phần đầu của mình. Khi mà mình nằm lên thế này á, tạo cái cảm giác thư giãn thoải mái trong quá trình mình massage. Nệm massage Elite Family này á, có thể điều chỉnh massage ở những cái vùng cơ thể khác nhau mà mình mong muốn thông qua cái bộ điều khiển thông minh này nè, mà mình hay quen gọi là cái remote á. Cái remote này nó khá nhỏ gọn, mình có thể cầm gọn ở trong tay của mình luôn nha. Với những cái chức năng ở trên remote này sẽ bao gồm, đầu tiên là nút power này nè, đó chính là tắt mở nguồn. Thứ hai đó chính là program. Đây là những cái chương trình được mặc định sẵn ở trong nệm của chúng ta. Nó có 5 cái chương trình từ số 1 đến số 5 để chúng ta có thể tùy chọn. Và tiếp theo là nút speed là tốc độ. Ở đây sẽ có 3 tốc độ là tốc độ chậm nè là số 1, tốc độ vừa là số 2 và tốc độ nhanh là số 3. Tiếp theo là nút heat ở đây, đó chính là kích hoạt chế độ nhiệt. Và phía bên dưới này chúng ta sẽ có 4 nút M1, M2, M3 và M4. Tương đương là chúng ta sẽ massage ở những cái vùng cơ thể khác nhau. Bên đây nó sẽ có những cái hình ảnh để minh họa cho những vùng cơ thể mà chúng ta đang được massage. Chẳng hạn như M1 là chúng ta đang massage ở vùng cổ nè, M2 là chúng ta massage ở vùng lưng trên, M3 là massage ở vùng lưng dưới và M4 là massage ở vùng cẳng chân và đùi. Như vậy là chúng ta có thể massage toàn thân hoặc massage ở những cái vùng cơ thể khác nhau tùy vào ý thích của mỗi người. Như lúc nãy Nghĩa có nói là cái nệm massage này mình có thể sử dụng ở mọi không gian khác nhau. Chúng ta có thể đặt nệm nằm ở trên ghế sofa hoặc là ở trên giường, hoặc là chúng ta có thể đặt ở trên ghế cũng được luôn. Khi mà mình đặt ở trên ghế sofa để nằm hay là trên giường mình nằm á, thì mình lưu ý là mình chọn cái mặt phẳng và tránh gồ ghề và có những cái vật sắc nhọn, nó làm ảnh hưởng đến cái nệm của mình. Và tiếp theo á là mình sẽ gắn cái nguồn dây phích điện cung cấp điện của cái nệm của mình á với cái nguồn phích điện nha. Và chúng ta sẽ gắn trực tiếp vào đây. Sau đó mình sẽ cắm cái phần phích điện, cái cục adapter của mình á vào cái phần ổ điện. Và lưu ý nha, mình không sử dụng cái cục adapter khác, mình sử dụng cái cục adapter đi kèm với lại cái nệm này luôn nha, để đảm bảo cái sự an toàn. Và tiếp theo đó mình có thể ngồi hoặc là mình nằm để điều khiển cái remote thông minh này và mình bắt đầu cái độ massage của mình với cái nệm massage Elite này nè. Và ở đây thì Nghĩa sẽ chuyển qua để Nghĩa sẽ ngồi ở trên cái ghế này với cái nệm massage Elite này để cảm nhận và chia sẻ với các bạn nha. Sau khi mình đã cắm nguồn điện vào rồi á thì bắt đầu mình sẽ ngồi vào và mình sẽ điều khiển cái phần remote này. Rồi mình sẽ lấy cái remote ra và bắt đầu mình sẽ điều chỉnh những cái chức năng ở trên cái remote này. Đầu tiên mình sẽ bấm một cái nút power là khởi động. Rồi chúng ta bấm vào, như vậy thì cái đèn đỏ nó sáng lên là nệm của chúng ta đã hoạt động. Ở đây chúng ta đang có những cái chương trình từ số 1 đến số 5 để chúng ta có thể tùy chọn cái chương trình. Chúng ta muốn tùy chọn cái chương trình nào thì chúng ta sẽ nhấn vào nút program này, từ số 1 nè, số 2, số 3, số 4 và số 5 để chúng ta chọn cái chương trình phù hợp.
Và ở đây mình ngoài mình được massage toàn thân á, thì mình cũng có thể massage ở từng vùng cơ thể khác nhau. Chẳng hạn như M1 ở đây á, là massage riêng ở cái vùng cổ nè, M2 ở đây là chúng ta massage ở vùng lưng trên, M3 ở đây là massage vùng lưng dưới, M4 ở đây là chúng ta massage phần đùi và phần bắp chân. Và bên cạnh đó mình cũng có thể điều chỉnh được cái tốc độ massage của cái nệm này à. Tốc độ nó sẽ có 3 tốc độ tương ứng với số 1, số 2 và số 3. Số 1 đó chính là tốc độ chậm nè, số 2 là tốc độ vừa và số 3 là tốc độ nhanh. Nút hít này đó chính là chế độ nhiệt. Khi mà mình bấm vào cái nút hít này á thì máy nó sẽ, nệm của chúng ta nó sẽ tỏa ra một cái lượng nhiệt nó dịu nhẹ, giúp mình có thể thư giãn một cách thoải mái hơn. Và nếu như chúng ta không muốn massage toàn thân á, mình muốn massage ở từng vùng cơ thể khác nhau, thì mình sẽ nhấn vào cái nút M1, M2, M3 hoặc M4 này nha. Đầu tiên là M1 ở đây là mình chỉ massage ở cái vùng cổ thôi, là lúc này á, những cái motor ở cái vùng cổ này nó hoạt động thôi. Và tiếp theo mình muốn kết hợp luôn cả vùng lưng trên thì mình nhấn thêm M2. Thì cái vùng massage nó sẽ tiếp theo ở đó chính là vùng lưng trên chúng ta. Tiếp theo M3 đó chính là vùng lưng dưới, là vùng lưng dưới đã bắt đầu được hoạt động và được massage. Và cuối cùng M4 là vùng đùi và vùng bắp chân của chúng ta cũng được massage luôn. Nếu như kích hoạt cả 4 cái nút này là chúng ta có thể kích hoạt massage được toàn thân. Tùy thuộc theo ý thích và sở thích của mình, mình sẽ chọn toàn thân hay là những vùng cơ thể khác nhau. Nệm massage Elite Family sẽ phù hợp với những người lớn tuổi ít vận động hoặc những người vận động quá sức, những nhân viên văn phòng á, làm việc mà chúng ta phải ngồi nhiều á. Sử dụng nệm massage Elite Family này sẽ giúp cho cơ thể được thư giãn thoải mái, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Cơ chế hoạt động của nệm massage này cũng khá là đơn giản. Nó sẽ có 10 cái đầu massage tương ứng với 10 motor rung được trải đều khắp ở trên nệm. Nó sẽ massage ở cái những vùng cơ thể như vùng cổ nè, vùng lưng trên, vùng lưng dưới và vùng bắp chân của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể giảm đau và chúng ta thư giãn một cách thoải mái. Chưa hết đâu quý vị nha, nó còn có phát ra một cái nhiệt dịu nhẹ, đặc biệt là cái vùng thắt lưng á, giúp giảm đau vùng thắt lưng và giúp cho máu huyết lưu thông, giúp cho mình có thể thư giãn, mình massage một cách hiệu quả và dễ chịu hơn. Khi sử dụng nệm massage Elite Family, chúng ta cần lưu ý sử dụng theo thời gian khuyến cáo của nhà sản xuất, khoảng 15 phút thôi. Đừng nên lạm dụng quá thời gian đó, sẽ gây ra tình trạng đau nhức cơ bắp hoặc là bầm tím trên da của chúng ta. Và khi chúng ta nằm hay là ngồi trên đệm, chúng ta phải giữ tư thế thật là ngay ngắn. Tốt nhất là mình nên thư giãn để thả lỏng cơ thể, như vậy thì việc massage mới trở nên được hiệu quả hơn. Và trước khi mình đặt nệm lên một cái mặt phẳng nào đó thì chúng ta cần vệ sinh lại cái bề mặt cho nó sạch sẽ và kiểm tra kỹ nguồn điện để đảm bảo an toàn trong quá trình mà chúng ta thực hiện massage. Nệm massage Elite Family thiết kế chuyên nghiệp dựa trên đường cong sinh lý của cuộc sống, dễ dàng gấp gọn, tiết kiệm không gian, chất liệu vải bông mềm cao cấp, điều khiển cầm tay dễ sử dụng, 10 động cơ massage ở 10 điểm khác nhau, 4 vùng massage cho vai, lưng trên, lưng dưới, cẳng chân và bắp chân, 5 chương trình massage cho sự thư giãn tối đa, liệu pháp nhiệt dịu nhẹ vùng thắt lưng giảm đau nhức hiệu quả. Vừa rồi thì Nghĩa đã giới thiệu đến các bạn về chiếc nệm massage Elite Family cũng như là trải nghiệm trên chiếc nệm này. Nghĩa cảm thấy thích sản phẩm này. Nếu như mà các bạn cảm thấy thích chiếc nệm này giống như Nghĩa thì chúng ta sẽ gọi đến tổng đài của siêu thị tại gia 1800 6884 hoặc truy cập vào trang web siêuthitaigia.vn để tìm hiểu, sẽ được tư vấn và đặt hàng sản phẩm này các bạn nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh siêu thị tại gia để theo dõi những video tiếp theo các bạn nha. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.